Được rồi, xin chào Nhật Đông. Có Nhật Đông có Dạ, anh như chào. Dạ, anh chào chú. anh nghe thấy Linh Hoàng chào chú. Dạ, chú nghe nói rõ không chú? Rồi, nói rất tốt. Dạ, à, cũng lên tính hỏi chú cái thôi, tại con nghe mấy ông mà chú cái chú Vĩnh nói, chú biết chú Vĩnh không? Chú Phỉnh hình như là một cái thằng mà ba que ở ngoài, hình như ngoài miền Trung thì phải. Nhưng bây giờ không biết Không, không. là một nhân vật như thế nào thì không biết, nhưng mà thằng này là thuộc dạng chống cộng cực đoan. Ổng thì ổng đang bên ở bên Trung Quốc. Thì ổng có nói con nghe một điều là ổng nói là hồi xưa, ý con hỏi chú là có cái vụ đó không thôi, là Rồi. hồi xưa là cái thời mà năm trong thời mà chiến tranh chống Mỹ á, là bên Việt Nam Cộng Hòa với bên Việt Nam ngoài Bắc á, là có cái hiệp định là Tết là không có chiến tranh, là hai bên ngừng bắn, là có vụ đúng không chú? Cái này là chú nói thật nha, là chú không biết. Chú không biết thì không dám nói. Đấy. Dạ thì ông có nói với con cái vụ đó đó, ông nói là có cái nhà báo nhà bên Hà Lan á, là viết cái bài báo đó là được cái giải gì của thế giới á, thì con cũng không biết cái vụ đó Thì nên. cái này chú không biết. Chú không biết thì chú không dám nói. Mà chú cũng chẳng đọc được. Chú cũng cũng nói chung tìm hiểu về lịch sử cũng nhiều. Nhưng mà nói chung là chú thấy không có cái đoạn này. Đấy. Thì theo con nghĩ nếu mà Nói có chung cái là bây vụ giờ đó này, thì ví dụ như là con ấy, mà trường hợp bây giờ này, ví dụ con nghe những cái thông tin ấy, thì con phải có một cái kiểm chứng. Ví dụ con thắc mắc chẳng hạn, một là con hỏi người khác, hai là con có thể đọc những cái lịch sử, kể cả lịch sử trong nước và lịch sử quốc tế. Thế thế thôi, còn thì cũng đọc, cái này là chú không biết thì chú không dám trả lời. dạ thì cũng đọc nhiều rồi, mà con đọc nhiều này con không thấy cái này nên con mới Được. tính hỏi Không chú thử thấy chú có tức biết cái là vụ không này không. có. Không thấy tức là không có, nếu mà con đọc nhiều rồi. Mà chú cũng đọc rất nhiều mà không có cái đoạn này. Dạ rồi, với lại thì điều á là biết sao, với lại con lo một cái điều á là dụ như mà cái tụi mà chống cộng cực đoan nó ưa nói là cái vụ ở Việt Nam mình á là ưa đa đảng, thì nó suy nghĩ là cũng suy nghĩ một điều thôi, là Rồi. giống như đa đảng là nó thì nó hướng là muốn là tạo ra đảng và hướng là một đưa một người là sẽ thân Mỹ lên, ý định của tụi nó là vậy. Nhưng mà sao nó không suy nghĩ là giống như ở Việt Nam, nó lúc anh nó suy nghĩ là đưa một người lên thân Mỹ, sao nó không suy nghĩ là ở Việt Nam bầu lên một người thân Trung Quốc, cái là sẽ làm với những cái chính sách nhượng bộ Trung Quốc thì sao? Bây giờ chú nói với con là như này nhé. Chú chỉ nói rất sơ về vấn đề coi như là cái chuyện đa đảng thôi. Bây giờ thì bây giờ này, đất nước mình hiện nay do một đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng đảng mình là độc đảng chứ không phải là độ, như là bọn nó nói gọi là độc đoán là ấy đấy. Nhưng mà bây giờ này, hiện nay cái đảng cộng sản có hai nhiệm vụ mà người ta làm rất tốt. Thứ nhất là tức là độc lập dân tộc, con là người trong đất nước Việt Nam thì chú hỏi con có thích là đất nước mình thống nhất và độc lập không? Có Dạ đúng có, không? Có đúng thì không? Thứ hai là bây giờ hiện nay đang lãnh đạo nhân dân ta gọi mấy năm trở lại đây, từ năm 2000 đến nay có cái sự phát triển kinh tế nó vượt bậc, nhân dân ta được sống trong cái cuộc sống yên bình nhá, và phát triển như ngày ngày hôm nay, con có thích không? Con là người dạ trẻ có, mà. thì con công nhận thì Việt Thì là Nam mình thì bây giờ này, quá quá vượt bậc, quá đất vượt nước bậc, nói chung là mình mình sống. hiện nay do cái có một cái nền chính trị, tức là do, đúng rồi bạn nói, bạn nói, do đợ, chứ không độc tài, chứ là độc đảng cộng sản, độc đảng chứ không không độc tài nhá. Bây giờ thì mình chỉ biết này, hiện nay đảng cộng sản có hai cái nhiệm vụ mà những người dân ở trên bất kỳ một cái đất nước nào người ta đều mong muốn. Thứ nhất là đất nước độc lập thống nhất, đúng không? Người Dạ dân đúng, được hiện dạ nay đúng, tức là đất nước phát triển và yên bình. Mình chỉ cần thế thế thôi, đúng không? Còn dạ ở đất nước nào người ta, tức là hiện nay đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển thì cũng có cái nhiều vấn đề tồn tại trong xã hội, nhưng vấn đề là đảng và chính phủ mình đã nhận ra được những điều đó rồi và những năm gần đây đã làm rất tốt những cái nhiệm vụ đó, đúng không? Thì nói chung là mình dạ là những người dân bình thường là ok, đúng không? Các con trong thế hệ trẻ bây giờ là nhà nước tạo điều kiện cho con học hành tiến bộ để mà mai sau này các con mang cái kiến thức của mình ra phục vụ, trước mắt là phục vụ cho bản thân bọn con đã, đúng không? Sau đó phục vụ cho xã hội. Dạ. Đấy. Rồi, xin mời.
Dạ thì cũng thấy được Việt Nam mình thì phát triển thì nói chung là mới phát triển thì cũng vượt bậc, vượt nói chung là vượt bậc đấy. Tại vì con nghĩ theo con suy nghĩ thì hồi đó giờ là một đất nước thì chỉ một một người một đảng là được rồi, không là nhiều đảng. Tại nhiều nếu như mình nhiều mấy cái người bên bản nói thì cũng nghe cũng có nghe cũng có nhiều câu hơi chí lý một tí xíu. Tại vì nói chung là như là nói về những cái điều bất cập ở Việt Nam mình á, thì cũng suy nghĩ lại thì nước nào cũng có điều bất cập, Đúng rồi. nước nào cũng có nhiều cặp. Tại vì cô nó gọi là một nước Việt Nam thì là một tập thể thì không bao giờ mà có ai hoàn mỹ hoàn toàn, Đúng rồi. đâu có ai hoàn mỹ hết tất Đất nước cả. nào cũng có cái điều bất cập. Bây giờ chú hỏi con nhé, hiện nay con đang học hay đang làm gì? Con thì nghỉ học rồi chú ơi, con đang ở nhà như là nuôi tôm á chú. À, con học hết lớp 12 đúng không? Sau con ở nhà con nuôi tôm. Nuôi tôm hiện nay con ở Tại Cà Mau vì hay ở Bạc Liêu hay ở tỉnh nào? con Cà Mau. À, bây giờ này chú thấy này. Chú có người nhà nhá, hiện nay ở dưới Cà Mau, cho thỉnh thoảng chú xuống Cà Mau, cứ 2 3 năm chú xuống cái thành phố Cà Mau một lần thì chú lại không nhận ra. Tức là thành phố Cà Mau rất phát triển. Có cái quán con ở thành phố Cà Mau hay là con ở huyện nào? Con ở huyện Thái Bình. À, con Thái Bình, thỉnh thoảng con lên thành phố Cà Mau, con biết cái quán cà phê mà ở bên hồ rất đẹp, thành phố Cà Hồ Cá Mau. Coi, Cá Coi ở phường 9. Đấy, thì bây giờ Thì này chú ở Cà khuyên Mau thì bây giờ hiện giờ cũng đấy. bây giờ này, ví Ở dụ Cà như Mau thì con á, là bây giờ con sống trong một đất nước yên bình, nhà nước tạo điều kiện cho con nuôi tôm đúng không? Ví dụ con có khả năng con thiếu vốn thì có khả năng là con vay được cái vốn của nhà nước để mà con nuôi tôm, tức là nhà nước tạo rất mọi điều kiện để cho con làm ăn, chứ còn không có cản trở con một cái gì hết đấy đúng không? Thì nói chung Thì nói chung là là hiện rồi. giờ con nuôi tôm á, thì con nuôi tôm á là con có nuôi tôm công nghiệp, con nuôi tôm nuôi tôm mà mình cấy lúa á, là cái hiện giờ nhà nước đã công bố á, là cái tôm mà con nuôi á là hiện giờ là tôm đạt chuẩn cao nhất trên thế giới. Tôm ăn với gốc gạ, ăn gốc gạ của lúa là với không có cho ăn thức ăn là tôm đạt chuẩn cao nhất trên thế giới. Nó là tôm mà cho ăn thức ăn nuôi cơm theo cơm công nghiệp á, là chỉ đạt hạng 3 với hạng 2 thôi, không so với tôm có con được. Thì con nuôi tôm đây thì thu hoạch thì một năm thu hoạch 3 vụ, với một đang hiện giờ đang mùa cấy, thì một năm thu lãi thì chắc cũng hơn 1 tỷ. Trời, nhưng bản thân ví dụ như con và gia đấy là gia đình con đúng không? Đấy, như Thì thế là những người con nông thì dân làm giàu ở trên cái mảnh đất quê hương của mình. tại vì con đi học có lý do, tại vì nói chung là một phần á, nhà con thì có 3 chị em, mà anh với chị con thì đang học ở thành phố rồi, đang đi làm thành phố rồi đó. Còn con thì nói chung là tại vì nhà cha mẹ con cũng hơi lớn tuổi, nhưng mình nuôi tôm thì cũng cần mình nói chung là nuôi cơm thì nó thẳng với bác là không có gì cực nhọc ấy. Đúng rồi. Mình chỉ cần bơm nước rồi mình lâu lâu mình đi hút rong thôi đó, nó không có làm việc gì hết. Lâu lâu mình đi tạt thuốc giúp nước cho nó trong sạch thôi đó. Thì cứ tới vụ thì mình cứ mình đưa lú xuống cầm mình bắt lên Đó. à, kiếm tiền dễ như kìa, kiếm tiền dễ như. Tháo nước ra bắt tôm đúng Thì đó không? đó đã tháo nước ra bắt tôm, cứ thu một vụ vào. Mà cái đó thì nói chung là tại vì nói chung là Việt Nam mình á, là tại sao có nhiều người ta đi làm công ty, à thí dụ con dùng con cũng dùng vẫn vậy, tại sao người nhiều người đi vẫn đi làm công ty, lý do là tại vì người ta có dụ như người ta có 1 chục công đất, người ta ở nhà dù 5 6 người, người ta không đủ như đất làm không đủ sống, mà người ta cho mướn đất thì người ta để đem đi lên thành phố 4 5 người là vài năm về người ta vui vài trăm triệu, Đây là thì người bạn ta tạ thảo bạn nói, bạn ấy chửi thề bạn bảo này coi như mày xạo lồn, một năm là 1 tỷ tức là nổ, đâu bạn chỉ chứng không minh. con. Cái này con không có nói dốc, tại vì nhà con là có gần hơn 50 công đất, Đó. tại cái khu vực, tại vì nói chung là 50 công đất thì cũng ở đây thì nó cho 50 công đất thì quy hecta thì con mới biết tính hecta thì tính công thôi Một đó, công một công là một công là nếu mà tính ra là 10.000 m². giờ thì nói chung là con tính theo công đó. Ở đây tại nó tính theo công, công thì nó quy ra là bán được á, là một công là được 1 cây 1 cây rưỡi vàng đó. Thì cứ hỏi thử thử đi, thì hỏi thử mấy cái người mà nuôi tôm Cà Mau á, thì nuôi cái kiểu đó là phải là không phải là người ta nuôi tôm không, người ta vừa nuôi tôm
nuôi thẻ chân trắng, nuôi thẻ chân trắng chung với tôm luôn, rồi nuôi cua, chứ không phải là mình ăn tôm là thu hoạch hết tất cả là được 1 tỷ. Chính xác là gì? Vừa tôm cua, tôm cua với thẻ chân trắng, mà nhất là thẻ chân trắng. Thẻ chân trắng là cái vụ mà được giá 1 ký 100 ngàn đi, là bắt một lần đâu phải là bắt 1 ký hay là 100 ký, bắt một lần là 3 4 tấn, 5 6 tấn, Đúng chứ không phải mà thẻ chân trắng nó rất là mau không? lớn. Cái huyện huyện Thới Bình ở dưới Cà Mau, nó đoạn nào chú đã từng đi xe xuống dưới Hòn Đá Bạc đấy, À, ở Cà Hòn Đá Mau. Bạc thì nó từ con qua Hòn Đá Bạc là 60 cây Tức là đó, cái huyện 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 Thới Bình nó giáp nó ở Kiên Giang đúng không? giáp giáp Kiên Giang. Dạ đúng rồi, Đúng rồi. giáp Đấy, Kiên Giang. nói má cần ra. Ok. Dạ thì cái dùng mà ở giáp với biển á, thì người ta nuôi tôm nó không có được như dùng ở trên con, tại nước nước ngọt nó không có nhiều. Còn dùng ở con nó cấp U Minh, cấp U Minh thì nước ngọt nó nhiều đó, nên nó là cái mùa mà từ tháng 1, tháng giêng mà từ tháng chừng tháng 9, tháng 10 á, đã bắt đầu mới nước còn nước ngọt. Còn tháng 10 trở đi bắt đầu tới mùa ăn nước mặn, mùa đó nước mặn lọc. Còn tới mùa này là đang mùa nước ngọt, nhà con thì chừng 20 ngày đó là cấy đó, à, gặt đó. Rồi. Gặt thì xong năm nay chắc cũng trúng mùa á. Đó. Nhưng mà năm nay thì có cái lúa mà lúa cái giống lúa mà cái giống lúa mà Fly á, chú biết giống lúa Fly không? Không, về cái giống lúa mà lâu nay chú không 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 cũng không quan tâm đến cái giống lúa đấy lắm. Năm ngoái thì nhà con có cái giống cái giống mà FT á, FT thì nhà nước là xuất khẩu qua thế giới, cái giống nó FT cái hầu dẻo mà nhà nước xuất khẩu qua thế giới á, cái giống đó, năm ngoái là bán được ký cũng được 6.000 tới 7.000. Còn năm nay thì cái giống đó thì nhà con có cái nó con cái hột bụi đỏ với bụi trắng đó, năm nay thì chắc một công cũng được chừng 30 già, mà quy ra là bốn hơn bốn gần 50 công là cũng được đâu tấn mấy, hơn mấy tấn ấy. Rồi rồi, bây giờ này, tức là con lên con chia sẻ cái cuộc sống của gia đình con. Bây giờ là hiện nay đất nước mình coi như là cởi mở, tức là tạo điều kiện cho những người như con, là những người nông dân, con coi như là con vừa nuôi tôm các kiểu, sau Dạ đó con trồng lúa, cho nên là những nhà nước tạo được mọi điều kiện cho những người dân làm giàu. Ví dụ như con cùng với cha mẹ con làm ở dưới ruộng đó, nhưng mà nói chung là thu nhập hàng năm thì chú thấy là như thế là được rồi. Mình bây giờ mình làm bất kỳ công việc gì có một cái thu nhập tốt cho mình là mà mình làm lương thiện là được đấy. Thì là bây giờ có một điều nữa chú khuyên con như thế này, bây giờ ví dụ tuổi con hình như năm nay là con bao nhiêu tuổi? Cô 20. Con 20. Bây giờ này, con 20 tuổi thì thực tế ở những cái tuổi này ấy, là con phải có cái bản lĩnh chính trị rất là tốt. Thì con vào nghe những cái kênh của chúng nó thì con phải có một cái sự phân tích nó tốt đấy. Chứ con nhiều khi là đấy, cái mục tiêu của chúng nó cứ gọi là dẫm vào những cái đầu của những người mà không hiểu biết đấy, chúng nó xuyên tạc các thứ. Mà nhiều khi ví dụ nếu mà các con không hiểu thì các con có khả năng các con hiểu nói các chú các bác, hoặc các con tìm trong sách, hoặc trong Google, hoặc là trong cái tài liệu nó rất là Thì nhiều đấy. nói thật với bác là con là biết kiểu chính, nói con là biết kiểu chính trị á, à không phải nói chính trị, mình nói chung là việc lịch sử á, là năm con 10, 34 tuổi là con biết rồi Tốt. đó. Mà gia đình nó con á, thì không có theo, mà nói chung mình thẳng ra là hồi đó con nói có chia sẻ con có lên với đảng bác 2 lần rồi, gia đình theo con là theo Mỹ chứ không phải là theo cách mạng Không có đó. vấn đề gì cả. Bây giờ chú nói con này, cái chuyện con đừng có ấn tượng là theo Ngụy, theo cái gì. Tức là sau năm 1975, một số người người ta sang Mỹ, một số tức là người ta những lính ngụy quân của quyền người ta ở Việt Nam, thì là nhân dân Việt Nam coi những người đó những người nhân dân bình thường, đúng không? Đấy thì không có vấn đề, không có một cái ấn tượng gì ngày xưa là Ngụy, bây giờ có phần sự phân biệt đối xử không có, đúng không? Đấy. Thì đúng, Đúng. thì con thấy đời vẫn bình thường. Thì ý thức chính trị á, thì con rất là nhiều buồn, nhiều người Ok. á, là không nhận ra được Là mình chưa? cái như là bị gieo đầu nhất, cái thằng mà được nào con lên con nói với nó một lần, cái thằng mà trẻ trẻ mà cái mặt nó nghiêng nghiêng á, cái thằng đó tên gì đó, Sao cái là đợt đó bên là bên Úc đúng không? hình như đúng đó, cái thằng trẻ trẻ đó, cái được mà lên nó nói chuyện với bác mà nói gì là À, cái thằng cái đấy. mã dùng, À, cái rồi mã rồi, dùng cái là cái thằng mã dùng đấy là gì là nhỉ? nó cũng ở dưới quê nhưng nhà nó cũng có điều kiện. Sau đó nó sang Úc nó học, bố mẹ nó cho nó đi Úc nó học, nhưng mà nó học không đến nơi chốn, cuối cùng ở bên Úc đuổi về. Đúng không? Đuổi về thì cuối cùng
nó có một cái tư tưởng như thế, mới là suốt ngày nó nghe cái nọ cái kia các thứ, thì những cái thằng ấy là thằng đầu đất vất đi, đúng không? Đấy, nhà có điều kiện cho đi du học mà cuối cùng học hành không chịu học, về đây coi như là ngay cả cái chuyện nó lên cởi trần mà nó nói chuyện với bạn thì nó là cái loại mà thứ cái văn hóa mà nó không có một cái ý thức gì cả. Đấy. Với cái thằng sao đó bác, cái thằng mà nói cái mã dùng mà Việt Nam Cộng Hòa mà để là thời nay á, Đúng 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 phải là chứ, thằng ai đúng bác cái đó? đúng chú nhớ. Dạ, thì nói chung là con chia lên, con chia sẻ rất thương chú cuối là, nói chung là mình á, thì mình đọc lịch sử thì mình đọc đa chiều chứ đừng Đúng có rồi, nên đọc một hướng. chính Con thì xác. nói chung là con cũng từng xem hết tất cả phim của Việt Nam ngoài chiếu trên YouTube á, rồi phim có bên mình làm ra là có những bộ phim hay, như là phim phim tài liệu như là Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, Không phải Trương Nhâm, không rồi phải thằng thằng Trương Quân, không phải Trương Quân, cái thằng mà cu mà ngày xưa hôm trước nó trẻ thôi, năm nay nó khoảng 21 22 tuổi đấy, 22 23 tuổi, đúng rồi nó cởi trần, bắt đầu nó lên nó đi du học ở Úc, sau đó nó học không lên 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 trốn, nó bắt đầu đuổi về Việt Nam. à, thì con ý chia sẻ là nhớ mãi muốn xem phim tài liệu của Việt Nam mà nói bộ phim mà hay là như là phim mà Nơi Huyền Thoại Bắt Đầu, rồi là Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, nó là những bộ phim hay mà dài tập nó rất là cụ thể nó, mà hiện giờ cũng có mấy bộ phim như là bộ phim muốn một coi phim có viên quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì muốn coi được. Nói chung là phim quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì nó chỉ nói chung về là binh lực chứ là tôn vinh ông Diệm với ông Thiệu chứ không có nói gì mà Bây chém giờ nhánh nếu dòng mà này con nhà Thiệu thích xem phim của phim chiến tranh vừa rồi, có một bộ phim rất nổi tiếng ở Mỹ làm đấy, The Vietnam War, chiến tranh Việt Nam, thì con tìm xem là một bộ tên gì bác, phim, là tên gì bác, tức là bộ phim The Vietnam War, tức là rơi Việt Nam mua chiến tranh Việt Nam ấy. Con xem anh tìm ở trên mạng có khả năng có, con xem bộ phim đấy, tức là do những cái nhà đạo diễn Mỹ người ta làm, thì nói chung là những bộ dạ phim đấy thì là trung thực, chứ bây giờ với cả Việt Nam làm chẳng hạn thì con bảo là ví dụ bọn kia nó bảo không trung thực, con xem những bộ phim ấy sau đó con dùng cái trí óc của con phân tích nhỉ, hay. con phân tích ra thì con ngộ quá lâu rồi, mà ý con nói là phim Mỹ thì có bộ phim mà Chiến tranh 10.000 ngày của Đế quốc Mỹ á, là phim nó cũng hay đó, phim nó là nói sâu sắc về chiến tranh, nó là nó cụ thể tất cả chiến tranh, nhất là con ấn tượng nhất là cái có một cái cảnh là người Mỹ chở một trái bom mà trên trái bom nó ghi là có ba chữ là Hồ Chí Minh đó, là ý người ta suy đoán là trái bom nó sẽ tặng vô chỗ nơi ở của Bác Hồ đó, là cái phim đó là tại vì cái phim của người Mỹ là nó quay hết được cảnh cảnh của người lính Mỹ sống ngày sau, với lại một cái bộ phim mà Chiến tranh Đông Dương lần hai là có người Pháp quay, người Pháp quay là nó cũng Đúng nói về chiến tranh Đông Dương rồi, đó, là phim nó cũng hay đúng rồi, con là rất người hay. trẻ mà con rất là thích xem những bộ phim lịch sử đấy, hay đấy. Rồi còn phim mà nói về chiến tranh Campuchia thì hãy xem phim là cuộc chiến tranh bắt buộc biên giới Tây Nam, cuộc chiến tranh bắt buộc đó, là chiến tranh về Campuchia, mà tại mà còn chiến tranh mà biên giới Tây Bắc thì tại sao nó không quay, Việt Nam mình không có quay, lý do con không hiểu, không có quay, không có nói tới, chỉ quay được cái bộ phim là chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 là có một nước như là Pháp quay nó, phim nó là cũng nói cuộc cặn kẽ, là nói chung là về cái vụ tù nhân của Việt Nam và tù Rồi nhân mình của Trung Quốc lốc hoa tím rồi. nó, là cái phim đó là cũng rất là hay đó, Cho thì chúng nói một tí. chung là mấy cái Bây giờ có cái chú Lợi Binh, chú muốn lên trên nói chuyện chuyện một chút, thì chú rất cảm ơn cháu nha, mong cháu là những người trẻ thì cháu có làm cái nghề mà nuôi tôm hoặc là trồng lúa ở dưới cái huyện đó, thì nói chung là thỉnh thoảng cháu hãy kể, chú mở diễn đàn thì cháu lên cháu nói về cái cảnh đẹp của quê đất nước và sự giàu có ở cái quê cháu hiện nay cháu đang sống nhá. Rồi chú rất cảm ơn cháu. Rồi ok. Dạ rồi, cảm ơn chú.